Thúy Vân xin được lời chào tới quý khán thính giờ thân yêu của bản tin 24 giờ. Kênh bản tin 24 giờ với vai trò làm kênh chính thống, chúng tôi với đội ngũ những biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin thực sự hữu ích. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Tình hình mưa bão Trung Quốc đang hết sức rối ren. Đây là một sự thật chứ không phải là một tin không chính xác, bởi vì rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như tờ báo của Trung Quốc trong những tháng ngày vừa qua đưa tin về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Hiện tại thì Trung Quốc đang tiếp tục gánh chịu những trận mưa to đến rất to ở các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, An Huy, gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Tất cả những nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc đang bị ngập sâu từ 2 tới 3 mét. Những ngôi nhà cao tầng rất đẹp trước đây giờ chỉ còn cái nóc. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng bốt ruột, nhưng họ không biết phải làm thế nào, bởi vì mẹ thiên nhiên và đấng tối cao đang cho là tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước láng giềng trên thế giới. Bởi vì trong những ngày tháng vừa qua, chính quyền ông Tập đã đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi gây gổ, đánh nhau với cả các nước láng giềng. Đây chính là tội lỗi mà Trung Quốc bây giờ phải đền tội bằng cách thiên nhiên ra tay trừng trị, chứ không có một nước nào dám động vào Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Bắc Kinh là một trong những quyền rất liều lĩnh. Họ bất chấp tất cả luật pháp quốc tế, bất chấp cả công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc để đem tàu chiến, giàn khoan đi ra khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, họ còn cho tiến hành xây dựng 7 hòn đảo phi pháp để đặt căn cứ quân sự, hòng thôn tính vùng biển về cho Bắc Kinh. Đây chính là những bước đi ban đầu mà chính quyền ông Tập Cận Bình xây dựng cho Trung Quốc trước khi trở thành siêu cường quốc của thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Kính thưa quý vị, mặc dù đã trải qua hơn 100 ngày mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thì con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên đập Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng hiện tại, mực nước tại hồ chứa con đập này đã vượt mức báo động đỏ lên tới trên 10 tỷ mét khối nước. Người ta cho biết đập Tam Hiệp đang xả lũ tới 17 cửa xả trong tổng số 30 cửa xả. Tất cả các vùng hạ lưu trên con sông Dương Tử đang bị nhấn chìm. Chuyên gia nhận định trong 2 ngày tới, đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục mở thêm 3 đến 4 cửa xả nữa, bởi vì mưa lũ vẫn đang tiếp tục đổ dồn về thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mê Công. Đặc biệt là con sông Mê Công được cho là phía Trung Quốc đang tàn phá con sông này, bởi vì theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng chính quyền ông Tập Cận Bình trong những tháng vừa qua đã phê duyệt 8 dự án xây đập chắn ngang con sông Mê Công, một trong những con sông được cho là lớn nhất khu vực châu Á. Nó đang chảy qua 10 nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao mà nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt lũ hay là hạn hán mà con sông Mekong gây ra. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn cung cấp tiền cho chính quyền Thủ tướng Hun Sen xây dựng 14 con đập chắn ngang con sông Mekong. Quý vị cứ thử hình dung, một con sông có quá nhiều con đập chắn ngang thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy, dòng nước của nó như thế nào. Nhất là Việt Nam của chúng ta có dòng chảy từ vùng hạ lưu mà thượng nguồn của nó là phía Trung Quốc, Lào, Campuchia đều cho xây dựng đập. Các con đập này đều phát sinh từ phía Trung Quốc mà ra. Qua đây, chúng ta có thể hình dung rằng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc Tập Cận Bình có những âm mưu và tam hiệp như thế nào. Ông ta không chỉ xâm chiếm vùng Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, mà ông ta còn cướp ngay các dòng sông chảy qua nhiều nước như sông Mekong và sông Hồng, cũng như sông Hoàng Hà. Đây chính là tội ác mà ông ta phải trả giá khi mẹ thiên nhiên đứng tối cao, Đức Chúa Trời nổi dậy và nổi giận. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đau buồn và đen tối. Qua tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết tại tỉnh Vân Nam đang xuất hiện những trận mưa to đến rất to cùng lũ quét, vòi rồng và sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là một khu du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại lên tới hơn 2.000 năm cũng đang bị nhấn chìm bởi nước lũ. Hiện mưa lũ ở đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, bởi vì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tỉnh này đang xuất hiện những trận mưa dồn dập mà ở tỉnh Vân Nam, Hồ Bắc chuyển sang. Đây chính là lý do vì sao khu Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn chưa mở cửa để đón du khách. Người ta cho biết thiệt hại ban đầu không thể đong đếm được bằng tiền, bởi vì khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn ở phía Trung Quốc được cho là một nơi rất đẹp, có thiên nhiên hùng vĩ, cảnh tượng ở đây thì nên thơ. Tuy nhiên, trong những tháng ngày vừa qua, không có một người nào đến đây để du lịch, bởi vì điện, đường, trường trạm thì bị phong tỏa, sân bay, bến cảng thì bị cô lập. Mưa lũ nhấn chìm toàn bộ những ngôi nhà kiên cố được xây dựng hàng trăm năm ở đây. Các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử
chính trị, văn hóa của Trung Quốc cho biết Trung Quốc phải mất một thời gian khá dài để khôi phục lại khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn, bởi vì trong những ngày vừa qua, mưa lũ đã càn quét toàn bộ khu vực này. Kính thưa quý vị khán giả, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của chính quyền Tập Cận Bình, khi mà từ dịch bệnh Covid-19 tàn phá đến năm nay thì mưa lũ, phong ba, bão táp, những trận động đất vỡ đê, vỡ đập liên tục xuất hiện tại 28 tỉnh thành. Trung Quốc chỉ có 31 tỉnh thành nhưng có tới 28 tỉnh thành đã bị vùi lấp. Thế nên chúng ta có thể dễ dàng hình dung đất nước của Trung Quốc đang gặp tai ương vạ gió như thế nào. Người ta cho biết đây chính là nhân quả báo ứng mà trời và đất đang ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Họ cho biết những tháng năm còn lại của năm 2023, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận nhiều tin đen tối và đau buồn nữa. Họ cho biết có thể có một dịch bệnh còn kinh khủng hơn cả dịch bệnh Covid-19 sẽ xuất hiện tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc sau khi mưa lũ chấm dứt. Điều này được cho là đúng với quy luật của tự nhiên và tạo hóa, bởi vì sau những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập thì mực nước tại các con sông cũng như những vùng ngập lụt sẽ rút đi và để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề, đặc biệt là dịch bệnh. Kính thưa quý vị, mới đây thì mưa lũ dữ dội đã càn quét ở Hà Nam, khiến 350 người chết và mất tích. Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết lũ lụt do mưa lớn tại tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 302 người và 50 người khác vẫn đang mất tích. Tính đến nay, lũ lụt đã làm chết 302 người ở Hà Nam, trong khi đó 50 người khác vẫn mất tích. Tỉnh trưởng Hà Nam Quang Cai cho biết trong một tuyên bố, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Trịnh Châu, nơi có 292 người chết và 47 người khác vẫn mất tích. Lũ lụt do mưa lớn đã xảy ra ở Trịnh Châu vào giữa tháng 7, khiến nhiều đường phố ngập lụt, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố chìm trong nước. Những hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm đã gửi lời cầu cứu qua các đoạn video. Chính quyền địa phương cho biết 14 hành khách đã thiệt mạng. Một số thành phố lân cận quanh tỉnh Trịnh Châu cũng trải qua cơn lũ tương tự. Kính thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật, đó là tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan. Hơn 100 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt trong tuần qua ở tỉnh Nuristan miền đông Pakistan đã lên đến ít nhất 113 người, trong khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Trong vài ngày qua, mưa lớn đã gây ra ngập lụt ở huyện Kamdet thuộc tỉnh hẻo lánh của Nuristan do Taliban kiểm soát, thủ đô Kabul khoảng 200 km về phía đông bắc. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai. Abu Sarai Rabi, phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết hơn 170 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc là hoàn toàn, ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ gia đình. 34 người bị thương do ngập lụt, lở đất và con số này có thể tiếp tục tăng lên. Theo cơ quan quản lý thiên tai Pakistan, lũ lụt cũng đã phá hủy đi một cây cầu lớn trong huyện Kamdet, khiến công tác cứu hộ, các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nơi ở tạm thời và dịch vụ y tế cho các nạn nhân bị đình trệ. Ông Tamin Azumi, phát ngôn viên của Bộ Quản lý Thiên tai Pakistan chia sẻ, không may vì khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, chúng tôi không thể cử các đội cứu hộ cấp cứu đến tỉnh khu vực này. Tuy nhiên, các nhóm từ thiện Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Pakistan đã đến khu vực này để đánh giá thiệt hại và triển khai những hoạt động hỗ trợ cần thiết. Nhân viên Liên Hợp Quốc cũng đã cố gắng tiếp cận khu vực này để cung cấp và hỗ trợ, bao gồm nước sạch. Taliban đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ nông thôn rộng lớn và cửa khẩu biên giới quan trọng tại Pakistan. Khi lực lượng quân đội nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi Pakistan và việc rút quân này đã gần như đã được hoàn toàn. Pakistan thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, gây thiệt hại về nhà cửa, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng. Hơn 150 người thiệt mạng ở 13 tỉnh của nước này do lũ quét. Theo đại diện Liên Hợp Quốc, sau nhiều thập kỷ xung đột cùng với tình trạng suy thoái, môi trường và chi phí đầu tư không đủ cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, người dân Pakistan ngày càng dễ tổn thương trước các thảm họa môi trường. Trung bình mỗi năm, thiên tai ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người trên toàn Pakistan. Và cũng mới đây thì lũ lụt tàn phá nước Bỉ lần thứ hai trong hơn một tuần. Kính thưa quý vị, nước Bỉ đã phải hứng chịu lũ lụt lần thứ hai chỉ sau hơn một tuần. Các tỉnh như Namu, Walo, Brabant, Đông Nam Brussels và một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất tại thành phố Dinard thuộc vùng Walo, khu vực chủ yếu nói tiếng Pháp ở miền Nam, chiếm 55% diện tích và 33% dân số toàn nước Bỉ. Lượng mưa lớn đã cuốn trôi nhiều ô tô, khiến một lượng lớn xe hơi nằm ngổn ngang trên khắp phố. Phó thị trưởng thành phố Dinard, ông Robert Rossi cho biết trong trường hợp tử vong hoặc là bị thương được báo cáo, nhưng tình trạng lũ lụt diễn ra tồi tệ hơn so với bão lũ vào tuần trước. Lực lượng
nhân viên cứu hỏa địa phương đã được triển khai để giúp đỡ người dân. Ông Kluski nói với hãng tin AP, tôi đã sống cả đời ở đây, chưa từng thấy tình trạng lũ lụt nghiêm trọng như nào. Chính quyền thành phố Lviv, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vào tuần trước, cho biết nước trên các con sông dự kiến sẽ không tràn bờ đáng kể vào cuối tuần này và chưa cần phải sơ tán cư dân sinh sống ở khu vực thành phố. Hơn 210 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Tây Âu vào tuần trước, trong đó phần lớn các trường hợp thương vong diễn ra ở Bỉ và Đức. Chi phí khắc phục hậu quả mưa lũ dự kiến lên tới hàng tỷ euro. Nhiều nhà khoa học cho rằng đợt mưa lũ nghiêm trọng nói trên là do hậu quả biến đổi khí hậu và cảnh báo những trận bão lũ tương tự sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do đó, các quốc gia sẽ phải thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan này, bao gồm việc kiểm tra lại các tính toán rủi ro lũ lụt, chuẩn bị tinh thần và các điều kiện phòng chống bão cho người dân và cải thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt. Liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc, con đập Tam Hiệp hay tình hình Biển Đông, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình này, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.